Cho nên mình đây là một balo single tasker với đặc tính nổi bật là thiết kế đơn giản và khá gọn nhẹ. Chiếc balo này được sử dụng chất liệu vải là 800D, có độ bền cao và khả năng chống thấm cực tốt. Thiết kế của chiếc balo này nó có một cái quai đeo to bản ở đây nhưng mà vẫn rất là nhẹ. Đây bạn có thêm một cái khóa để cài cố định trước ngực. Cái khóa này mình có thể di chuyển lên hoặc xuống để tùy từng vị trí yêu thích của mỗi người. Phía sau của chiếc balo này bạn có thể thấy một lớp mút rất là dày. Tuy vậy nó vẫn rất là nhẹ và lớp mút này sẽ tạo được cảm giác cho bạn khi đeo rất là êm ái. Do chiếc balo này được hướng tới một thiết kế đơn giản nên nó chỉ có hai ngang phụ và một ngang chính. Ngang phụ phía trước đây thì sẽ được những đồ vật nhỏ như là điện thoại, ví tiền hoặc là tai nghe. Ở đây mình có thêm một cái móc khóa để móc chìa khóa nữa. Một ngăn phụ nhỏ phía dưới thì để đựng những đồ vật linh tinh để dễ lấy ra lấy vào. Cái balo này có một ngăn chính rất là rộng và nó có một cái khoang riêng để đựng laptop khoảng 15.6 inch trở lại, và nó có một cái khóa cài an toàn ở đây nữa. Phần còn lại của khoang chính thì đảm bảo cho bạn có thể chứa được rất nhiều đồ như là tài liệu, sách vở khi đi học, đi làm, hoặc là 3-5 bộ đồ trong cái chuyến đi ngắn ngày. Với chiếc balo này thì giá cả của nó tương đối là phải chăng nên nó sẽ phù hợp cho những bạn học sinh sinh viên hoặc là những bạn làm việc nơi công sở. Ngoài ra thì thiết kế đơn giản của nó cũng tạo được điểm nhấn riêng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.